xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bản nhạc viết cho piano của nhạc sĩ người Nhật Bản Joe Hisaishi. Bản nhạc mang tên Inochi no Nen qua phần trình bày của một bạn nhỏ đã giành giải nhì của Festival Piano năm 2014, đó là bạn Nguyễn Võ Anh Minh.